học thì Quỳnh Hưng để có quá cái dọc sông sông đấy, để làm tài liệu tuyên truyền nha, nó cản trở dòng chảy đấy. Đất biển cũng không đi như mấy cách đây mấy năm. Dạ. Ủa, quá nghe bóng bóng thoải mái quá. Bập bập đi. Đứng được, đứng đi, phải đi bộ. Còn quả chuồng nhỏ nữa. Có cái